Rồi, chào tất cả anh em của kênh Mobile Home xin Việt ha. Thời gian qua cảm ơn anh em đã theo dõi kênh và đã comment góp ý và bình luận rất là nhiều. Rồi cảm ơn anh em. Đây là mình nhắc lại đây là một cái tour của đại hội thi xe địa hình của Evergate 4 ha. Thì đây là hình ảnh này đẹp quá. Mình bay mình quay lại ngay video trước mình cũng đã có chia sẻ một số hình ảnh này rồi. Cái này là sau khi cắm trại một đêm. À, phổ biến kế hoạch nội quy rồi ha, là bắt đầu qua buổi sáng này bắt đầu là ăn là chuẩn bị vô địa hình thi nha anh em. Còn mình thì được nằm trong cái nhóm là tổ hậu cần, là tổ chức đường đua cứu hộ rồi ha, hỗ trợ cho các anh em đó. Thì bây giờ bắt đầu mình bay lại cảnh này đẹp quá, mình quay lại cho anh em chia sẻ anh em, rồi bắt đầu là đi ăn sáng rồi là vô cung ha. Rồi anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho mình một cái đăng ký kênh của Mobile Home xin Việt ha, like chia sẻ và comment, ví dụ có thắc mắc gì đó cứ bình luận. Bình luận chủ yếu là vui nha anh em, vui vẻ thôi. Mình chủ yếu mình chia sẻ kênh này đang cho anh em nào không có điều kiện đi thì có thể tham khảo được, rồi có dịp thì anh em mình sẽ giao lưu ha. Mình tứ hải giao huynh đệ mà, sẵn sàng nha. Địa phận của mình là ở thành phố Đà Lạt anh em. Rồi, mà anh em tiếp tục theo dõi video nha. Chuẩn bị vô nhà nha. Ăn gì không? Thế đói, cái tật đói xấu. Không rồi. Hết cái tô luôn rồi. Nay là hội Evergate 80% là for Evergate nha anh em. Lấy cam ổn xe rồi, này quay được rồi. Có con ba cho cô bên kia ha. Vậy rất to đẹp không. Rồi mời anh em theo dõi vô đường đua ha. Bắt đầu vô đường đua thì cũng có nhiều đường vô gây cấn lắm nha anh em, và sau khi đua này thì cái video sau nữa nó sẽ đi vô một con suối, con thác thiên thai nha. Video sau vô đó mới hấp dẫn nữa. Còn bây giờ mình video này chủ yếu là nội dung cho anh em tham khảo cái Evergate chạy địa hình như thế nào thôi. Con đó, không quay cái buồng của con á, đem về cho mẹ đồ coi chứ. Đa số là Evergate không? Nó ghét thôi. Nó xe này. Nó mắc lầy gì kéo đó hả? Nó đang tổ chức thi. Quay đi buồng anh quay dài đẹp lắm luôn. Chiếc đó của ông Công bán lại. Nó chiếc trắng đằng kia là của ông Công. Em Công đi với đó chứ không đi với này nữa. Bán rồi. Thank you.
Bấm giờ. Rồi tới Nguyễn Minh Công nha. Cán ơi. Cán chậu rồi. Nhanh đi. Kết thúc. Ao đầy luôn. Nghe nha, ao đầy thấy luôn nha. Rồi 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 rồi. Cán cọc rồi, gã cọc luôn rồi, ngã cọc. Hú quá ta sợ. Cái đó xuống nhanh quá, xuống nhanh quá nó gấp, xuống chậm mới được. Đúng rồi, có nhiều chỗ mình phải cái chỗ đó đó, ao đầy mới dính nè, ao đầy mới dính nó cọc rồi à. Xuống ra đó, xuống chỗ giật đó đó. Nó né kìa, nó né kìa. Nó né kìa. Em ghê ha. Mập tại sao? Anh đốt hay à? Có lên anh đốt ơi, anh cảm anh lên. Anh đốt ơi, anh cả xong rồi, tin tưởng anh đốt nha. Galo. Mấy anh em hỗ trợ thả lông luôn được chứ.
Sau khi bài thi kết thúc, mình chỉ quay một số xe tiêu biểu thôi chứ không thể quay hết, và hai nữa có công việc bận rộn nên mình không thể quay hết được. Rồi sau khi kết thúc thì khoảng 10 giờ 11 giờ thì bắt đầu đoàn về khách sạn, về nhà hàng ăn trưa ha. Riêng đoàn của mình, hậu cần và một số anh em sẽ ở lại nơi cắm trại này để tổ chức ăn uống và nó thoải mái hơn. Đó, để mình bay lên cao cho anh em tham khảo ha. Núi rừng thiên nhiên bạt ngàn anh em ơi. Rồi mình nhắc lại anh em là chưa đăng ký kênh, làm ơn làm phước cho mình một cái đăng ký kênh nha. Cảm ơn rất nhiều anh em thời gian qua đã ủng hộ. Rồi mà anh em tiếp tục theo dõi video ha. Kênh của mình là Mobile Home Xuyên Việt, thì xen kẽ đó là những cái tour đi biển, đi nhẹ nhàng nha anh em, có nặng có nhẹ nha. Có những lúc mình đi Xuyên Việt Tây Bắc nữa, mình có xen mấy kênh vô. Nói chung là anh em sẽ tham khảo tất cả những cái điểm mà trên đất nước Việt Nam mình. Mình đi tới đâu mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái lạ, những cái nhiều khi có thể quen với anh em nhưng mà sẽ lạ với mình là mình sẽ chia sẻ thôi. Rồi những anh em khác nhiều khi cũng chưa thấy những cái cảnh đó hay là những cái địa điểm đó, thì những địa điểm như vậy thì anh em nào có thắc mắc thì mình sẽ chỉ chia sẻ cho anh em hết ha. Không có gì phải, nước Việt Nam mình đẹp lắm. Nếu mà có điều kiện thì anh em nên đi từ Nam ra Bắc, đi tất cả các điểm để biết được Việt Nam mình nó như thế nào và cuộc sống của người dân ở đó ra sao ha. Rất là hay anh em, nếu mà có điều kiện. Thật sự thì không phải ai cũng có thể đi được đâu, không phải có tiền là đi được đâu ha. Rồi, mời anh em tiếp tục video. Ủa, hai ba mạnh hả? Em đi một tường nhà nhàng. Dạ. Chia ra. Cái tem đưa dần lên chứ. Đây là 4 cái. Có đèn. Mày lăng mày đặt dán mẹ để bên rớt người ta dán. Chọn mấy? Chiều phết. Có cái tem nhỏ kia không? Không. Alo. Có cái tem nhỏ gì hả? Chữ là bên giờ. Cái nhất á là anh đổi bộ vỏ anh lấy cái dù. Cái miếng đi. Cái giá nào? Cái giá nóc vậy. Được. Thoải mái. Cái dây không biết cột gì. Cột gì? Sao không cột cái giữa mấy cây thông nè? Em cột cái võng ngang của đây em. Ủa đâu có cột cái trụ này được. Gãy đi. Em cột lên xe em. À. Một bữa cơm trưa giữa núi rừng rất là đạm bạc anh em, nhưng cũng không thiếu thốn, ăn đầy đủ và anh em đã chụp lại những cái bôi hình lưu niệm. Không phải lúc nào cũng có được những cái cảnh như thế này ha. Mình phải ghi lại những khoảnh khắc như thế này để sau này con cháu mình nó còn nhìn lại, nó nói ông ngoại bà ngoại nó ha. Để mình đưa lên YouTube là nó sẽ lưu lại ngàn năm luôn ha, trừ khi cái kênh của mình nó bị vi phạm bản quyền thôi. Rồi sau khi ăn xong thì bắt đầu mình vô gần vô con thác thiên thai anh em. Này là tour khác. Đẹp không? Rừng đẹp không? Ngày họ cũng đi dữ lắm, tinh nó mòn. Yeah.
chạy con tay tay của cô xin thấy không? Chạy đâu? Chạy em. Đá. Trời ơi nó cao giò. Cao giò không xin nhê chứ. Ghê quá. Lên đi, lên đi. Ghe ngay chứ không dò, ghe đó không dò. Đi gãy ghe vậy? Đi gãy ghe vậy? Rồi nhảy, nhảy lên đó. Ồ, bánh xích ghê ha. Đuổi chim ăn nước. Đuổi chim hả? Chim gì? Rồi, quẹt lên đó có được không? Ghe lại nó lên cục đá bự lắm. Rồi lấy qua đây, lấy qua đây, lấy qua đây. Rồi tới, tới. Rồi tới luôn. Rồi sát quả luôn, sát quả luôn. Rồi nghe luôn. Nghe luôn, nghe luôn. Đúng rồi, tới luôn. Nghe lại, nghe qua tài chút, qua tài chút đi. Rộng rồi, rộng rồi. Rộng rồi, cục đá đó, cách cục đá đó. Rồi, nghe tới luôn. Đó đó, nghe tới đi, nghe tới đi. Rồi, cán là cục đá luôn. Đó, mấy em giò cao ghê quá. Mình giò cao, mình chạy ghê quá. Giò cao là đi hết ý luôn anh em. Ở bên chân núi này nè. Chỗ đâu gần không hả? Ủa sao? Sao nó nói vậy? Đi đạo khỉ đó. Bất cửa trò xe đậu vậy cái hả? Khỉ nó chạy ai ra. Ba lâu nghe kìa. Mình đồ. Chiếc kìa. Ok. Ok. Ồ, gần đây. Người ta vô bàn, người ta ngồi ta ăn mà má ngồi đâu. Cái đẹp không? Đẹp hơn anh. Không có thì tao nói chuyện ăn tối ăn á. Chứ giờ cũng ăn gì dạ, còn gì đâu nữa ăn. Tính không? Đi vô đây là chỉ có ăn giờ dạ không có. Ừ, cũng ăn chứ còn. Không xuống hả? Không chạy xuống hả? Không công đâu? Công đâu?
Hả? Nói trên xe á. Rồi tới con số giờ mình quay ra thì video quay ra nó sẽ ly kỳ hấp dẫn nhiều trận địa lắm anh em. Rồi kết thúc video, cảm ơn anh em nha, cảm ơn rất nhiều luôn, chào tạm biệt anh em.